Thật sự đã lâu không có được vui vẻ thoải mái như vậy. Thúc gia, cậu là quý nhân mà. Quý nhân thì dĩ nhiên là bận rộn rồi. Tưởng tử này tôi biết. Hoa Địa. Dạ dạ. Bản hiệu ghi rõ là nơi trăng hoa. Dạ. Hai người cực khổ lâu rồi phải không? Dạ dạ đúng vậy. Theo ta vô đây. Theo Quốc gia, sao ngài nói uống rượu như uống canh vậy? Mới đây ngài đã ngừng rồi. Để rồi, có bao giờ tôi gả cô đâu. Còn thành vấn đề, tóm lại tối nay chúng ta uống rượu vui vẻ, uống đến khi trời sáng. Đây, cùng cái. Còn ai nữa, sao nói là ba tuổi đã uống rượu, chưa từng sai, ngài gạt người ta. Gạt thần gạt quỷ cũng không dám gạt cô đâu. Nè, rót rượu, tôi uống giúp cô coi. Được rồi. Người ta đã uống rồi, đến khi ngài. Ê, không có gì, không thành vấn đề gì hết. Tôi chưa từng lôi thôi khi uống rượu mà. Ê, tôi sẽ uống hết cho mọi người coi ha. Thôi, uống. Trời ơi, sao vô dụng quá vậy hả? Mới về chung đã sai rồi, để tôi uống cho mọi người coi hả? Nè, hai người sai hết rồi hả? Họ chỉ giỏi nói thôi. Để tôi uống với cô. Nè quan nhân, xin ngài tôn trọng. Vậy đây là lầu xanh mà, làm gì tôn trọng. Xin lỗi, chúng tôi sợ sẽ phạm hội quy. Hội quy? Mấy người là cục phấn thôi, có hội quy gì hả? Hội phấn son hay là hội phấn hồng, làm gì vậy hả? Làm gì đây? Ê, muốn gì đây hả? Địa chấn cao giang, nhất phái cây sơn, thiên cổ sầu. Còn đọc thơ nữa. Bài này tôi cũng biết mà. Bốn tiền đại hải, tam hà hợp thủy, vạn niên lâu á. Gặp ma hay sao hả? Sao mấy người lại biết niệm bài thơ này? Chủ bộ. Hả? Sư phụ. Sư phụ, cũng đến tìm kỹ nữ à? Sư phụ à, thì ra thầy cũng đến đây cứu vớt mấy kỹ nữ này, đã bị người ta đẩy vào hang lửa phải không? Tiểu bảo à, con cũng thần thông thiệt. Phân đường bí mật ở Liễu Châu của chúng ta mà con cũng tìm được. À, hồi nãy khi con đi ngang qua đây, cảm thấy có một luồng chính khí đập thẳng vô trong mặt con. Nhìn thấy mấy cô gái này có khí chất thanh nhã, cho nên lòng con không có nhẫn tâm, mới vào đây ngồi chơi chút vậy. Vậy thôi à sư phụ? Phải đó. Tuy rằng họ lưu lạc phong trần, nhưng mà ai cũng có tấm lòng yêu nước. Quả nhiên là gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Hiếm có. Chúng tôi vì lo kinh phí cho việc khởi nghĩa và liên lạc tin tức với các hội, nên mới ở đây bắn nghề không bắn thân thôi. Vì đại sự của quốc gia mà các vị đã nhẫn nhục phụ trọng, làm cho tôi cũng đau lòng quá. Đây, hãy cầm lấy số tiền này làm kinh phí tru bị và triệu tập nghĩa sĩ ha. Cảm ơn dương chủ. Một vạn lượng, cơ bộ chúng tôi còn có thể làm rất nhiều việc. Vậy rồi. Một vạn lượng đủ cho tôi mua 50 cô nương. Sáng trưa chiều tối thay phiên hầu hạ tôi đi tắm đi ngủ, mặc áo đi cầu xí cũng được. Nếu hồi nãy qua Nhi Hùng diễn cái bên thì đâu có gì đâu. Đâm mạnh chút coi. Nghe nói tuổi tác của Di Hưng chủ tuy nhỏ, nhưng mà con người lại rất rộng rãi. Hôm nay được gặp thật là khác thường. Đây, để thầy giới thiệu với con. Dưới đây là Lâm Hưng, cháu huynh đệ, lâu nay đã phụ giúp thầy bên Đài Loan. Cậu ấy rất là trung thành. Tổng là chủ, ông quá khen tôi rồi. Chủ, xin chào. Dương chủ à, nghe mấy anh chị em bên ngoài nói cậu đích thân tìm được phân đường ở Liễu Châu của chúng ta. Dương chủ, cậu thiệt là đúng là thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc. Tổng đại chủ, hay là chúng ta vào mật thất rồi hãy nói, như vậy sẽ an toàn hơn. Lần này mọi người đến Vân Nam cũng gặp nhiều trắc trở quá hả? Vậy cũng phải đó tổng đại chủ. Cũng may lần này có Di Hưng chủ lãnh đạo chúng tôi, chỉ huy mọi chuyện, chúng tôi mới có thể hóa hiểm thành an được. Từ đại ca, huynh đừng có khen tôi. Lần này chúng ta có thể thoát được nguy hiểm cũng là may mắn thôi mà. Tiểu Bảo, con cũng được khiêm tốn như vậy. Con có thể tìm được chứng cứ làm phản của Ngô Tam Quý, lại cứu được Mộc Tiểu Công Gia và mọi người, khiến cho mọi người trong Mộc Dương Phủ sau này một lòng nghe lệnh của Thiên Địa Hội chúng ta. Cuối cùng đã bình an thoát khỏi Vân Nam. Con cũng có bản lãnh thiệt. Tóm lại có tổng đại chủ và Di Hưng chủ lãnh đạo chúng tôi, anh em chúng tôi đối với việc phản thanh phục binh càng có thêm lòng tin. Còn đấu trí thì nhất định càng thêm mạnh.
có phải không? Đúng, đúng đó. Coi bộ khí số của Thác Đác cũng sắp tận rồi. Không bao lâu lão Bá Tánh sẽ có được cuộc sống no ấm. Đúng vậy. Nghĩ lại ngày đó ở Kinh Thành, lúc tôi nhận Tiểu Bảo làm đệ tử, tôi lo lắng đây có lẽ là chuyện sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ai ngờ hoàn toàn trái ngược. Tiểu Bảo, thầy cũng phải xin lỗi con. Sư phụ, thầy đừng có cười con. Chỉ cần ngày nào thầy cũng được vui vẻ thì con đã mừng lắm rồi. Xém chút con quên gọi Ngô Đại Ca đến gặp sư phụ. Chị cũng có đồng ý không? Tôi làm gì có phước này chứ. Hiếm khi được dịp chúng ta có duyên như vậy. Tôi thật sự rất muốn chăm sóc cô. Tiểu Bảo ơi! Nè, trả lời ơi, Quỳnh làm gì vậy? Quỳnh nghe trơn rồi. Ông nói chăm sóc cái gì đó, cái gì mà duyên nợ. Quỳnh mới đi dẫn một chút thôi. Mới có một chút thôi mà chẳng lẽ mụ đối xử với Quỳnh như vậy hả? Trung cái gì sĩ gì đó, khí gì đó hả? Chứ huynh đệ, tôi đã hiểu lầm hết rồi. Hiểu lầm gì? Chẳng qua tôi chỉ kính trọng sự trung ca nghĩa đảm của Song Nhi cô nương Nhu Thanh Tu Mi, cho nên tôi định kết nghĩa huynh muội với cổ thôi.